Hả? Đi. Đây, đây là toàn bộ quang cảnh của cái khu trang trại miệt vườn. Đây, bạn nhìn thấy ao đây. Ao này gần 1000 m² đấy. Không đơn giản đâu. Đấy, chúng ta sẽ đi đây. Mai sau cái tuyến đường thì nó chạy trước cái chỗ này, qua cái ổi là 2 m. Anh ơi, cái đường này nó chạy trước cái ổi này 2 m này. Cái ổi đấy. Đấy. Trời Hà Giang nhiều mây và gió. Đấy, nhiều nắng và gió à. Đấy, các bạn nhìn đẹp không? Đây. Nước nguồn nhá, các bạn nhìn này. Đây nước nguồn đây. Nước nguồn tự trong đất có. Đây. Anh thích đi lên trên đấy gì? Đây. Đi. Mai đưa một ông khách này, ông chuyên gia đầu cơ bất động sản, về đây thăm khu là vực này. Đây là đi chạy đi nhờ mình thôi anh ạ. Đây này, anh nhìn nhá. Cả cái đồ mỏm đồi là em san của em hết nhá. Trên có cột dây thép gai hết rồi. Đây này. Trên đây. Hả? Ướt á. Đây bước nhẹ nhẹ thôi. Đây. Đây, các bạn có thể thấy này. Đây, đây này. Bây giờ đi bộ lên đây phát là lên đỉnh xem không? Đi. Đẹp lắm. Còn mày không thể chê được. Được nguồn khắp nơi. Đây nhìn cột bê tông bây giờ. Đấy. Ranh giới rõ ràng mà. Đất có 820 m đất thổ cư nhé. Đây. Mở lối dẫn đường cho khách VIP. Đây. Bạn nào muốn đầu cơ bất động sản thì vào đây nhé. Đấy. Nên đây nhìn nó mới sướng ai. Đây. Anh nhìn nhé, thép gai chôn hết rồi nhá. Nhìn chưa? Đấy, này. Cái bãi này với bãi kia làm nhà đừng hỏi. Đúng không? À, đây nhá. Ừ. Ruộng ở khe đi anh tí anh đưa em đi. Đấy. Ui, lên tận trên cây to kia mà. Đây. Cây quả đồi này bên này của em hết chứ. Trên của em hết mà. Đây đường mai sau thu đến đây hết à. Đường mai sau thu đến cái cột kia. Cái cột kia. Nhà này mất một ít đấy. Đấy. Đây này, xuống tận đây mà anh. Rộng lắm. Đây này. Đây không đây. Đấy. Đi. Đi vào xem cuối đất nước nguồn. Nó mới sướng. Hả? Xuống như đi. Hả? Đi khổng đi đây nhạt hơn không? Đi vào đây xuống mạch nước để sướng à. Đi vào đi theo ruộng ở kia. Hả? Có đường trên này anh có đủ hết chứ. Có đường chứ. Đường lên to đẹp luôn anh tưởng à. Đấy. Đấy chỗ kia cứ theo bờ vai lên hết kìa. Đấy. Đấy cột em gai kìa. Cột bê tông kìa của nhà em kìa. Nó đi chạy suốt chứ kìa mà anh. Nó vòng qua đằng sau nữa cơ. Sau đồi cơ. Ra đằng xa đấy nhìn thấy không? Hả? Không. Không nhìn thấy được, nếu mà đi là phải. Chỗ này trên này quan sát dễ nhất. Thế nếu mà đi là phải ra kia bề ra khe suối này. Nó lật ra đây anh chị em chỉ cho. Đấy, nước nguồn này các bạn nhìn này. Nước nguồn chảy này. Xứng đời không? Hả? Tha hồ, mênh mông. Đấy. Đây là toàn bộ ruộng ngô của nhà tôi hết đấy. Đấy. Đi vào ruộng ngô về ra không? Cho nhà này cấy mà họ cho ta làm không nghĩa làm ra trông đất cho anh cho trông đất cho mình nhé. Đấy đây bác nhìn này lúa này. Đấy đây là dụng lúa nhà tôi đây. Đấy bác nhìn này nguồn nước đây, nguồn nước của gia đình nhé.
nguồn nước tự có luôn. Ô, vẽ cá, cá suối lên bình thường mà anh. Bác thấy nào? Hả? Mẹ bỗng to thế. Ok không? Đấy. Kia cái chỗ phạt chưa hết đâu nha, còn lên tận sau chỗ lùm lùm kia. Chưa hết đâu. Anh ạ. Chỗ phạt chưa hết đâu. Đây. Bên kia bờ bê tông theo ý mình nhá. Cứ cột bê tông kia hất về đây của mình hết. Bác thấy nước nguồn sướng không? Hả? Không phải mất tiền mua ống nước mà nước nguồn chảy vô biên. Xứng đời nhỉ? Đây là nếu mà đi lên để xem nhá, thì đi theo đường này lên. Như ở trên kia có cọc thép gai hết đấy nhá. Cứ đi theo cột bê tông về tận trên này cơ. Ôi trời, em không biết là cái... Hả? Một cái đưa đến cột bê tông xa. Xa, lên tận chứ đỉnh vòng tận sang bên kia cơ mà. Đi, lên được, xong lên được. Chẳng có nó rộng đi. Bác cứ hôm nào bác đi khảo sát, bác cứ đi thẳng đấy. Đây em đưa anh đi theo đường này anh được mà. Hả? Không. Gì? Có bạn. Đấy, đây này. Chỗ này nó thật anh là phải có nhiều tiền cơ thì nó mới lên cơ đồ được. Đẳng cấp nó anh hơi bị khó tìm đâu mảnh đất nhà đây nhá. Toàn bộ đi theo nhà nhá, cứ theo con mảnh nước này, đi theo khe kia đến tận cùng bên kia luôn, hất một phát vòng vào đây thì mới là về đất nhà. Đi đấy, đây này, nhìn nhá, cái mảnh nước là gốc cây này, cái mạch đòi gốc cây tre này. Đấy, đây cái này bên này của người ta nhá. Nếu muốn đi xem đất thì phải lên tận trên kia cơ. Hả? Rộng lắm. Cái vườn rang này là một năm một tấn rưỡi đấy, một tấn tư, một tấn rưỡi vườn rang này. Lá hả? Ừ, lấy lá đây. Đây, nó có cái khe đấy. Nó theo khe hết mà. Bên kia. Đi theo khe lên. Nó ranh giới, ừ, nó có ranh giới rồi mà. Nó có ranh giới rồi. Nếu mà đi thì đi đường bên kia dễ hơn. Đi đường kia nó sạch hơn. Cái này, nước nguồn này. Nước nguồn tự trong đất có này, nhìn chưa? Kia mạch này, đây mạch này. Nhưng mạch là để ăn. Mạch là để các hộ ăn. Mạch kia cũng ăn được. Đấy, hai mạch nó dồn đây mà. Bây giờ mà cuốc thấp chỗ kia thì chỗ lại cũng mất nước. Nó dồn bên kia hết. Bên này trũng nó dồn được hết. Bên này không sẽ không lên được nữa. Em ý em là chỗ này làm cái ao này nhỉ. Chỗ này mới là cái ao chuẩn. Đấy. Kia kìa anh hình dung nó lên trên cái cây kia nữa nha. Cây kia chưa đến đâu nha. Còn nữa cơ. Đấy nếu mà đi thì lại vòng về cái góc kia. Xong đi lên. Đi. Đi cho nó khỏe người. Nó dã rượu. Đèo thì mẹ chưa vừa bơm ấy. Mẹ tối nay em có lịch rồi không em lại. Em anh đi về như em ngay nữa. Tối nay em lại có lịch rồi. Tối nay có lịch trên công đoàn rồi. Hãy lưng nguồn sướng không. Tìm mảnh đất này khó nhỉ. Anh nhớ. Đây đi về nó sạch này. Em nói nhé, ý tưởng em ấy là cái chỗ ngoài kia ấy, là em sẽ để cái chỗ bãi đỗ xe. Còn toàn bộ làm hết trong này, mát. Anh ạ, 3 giờ là mát này. Hai cái quả này. Còn trên này để nguyên thì mẹ thả gà. Em nói anh ạ, cứ thế là sướng đời. Gà chẳng đi đâu đâu cả. Đây, vợ chồng em... Hả? Đây, vợ chồng em đã rồi phát đấy cả... Cả cái bà cho mượn đất về phát đấy. Nó lên trên kia nó sang vắt sang tận bên đầu kia cơ. Anh hình như nó hùng này này. Nó hùng này không về tận góc chéo ấy cơ. Cái này là cái mỏm ấy. Ừ. Sang bên sườn rồi đúng không? Sang bên sườn. Sang giáp sườn bên kia. Đó là chủ đất nó chưa giao hết đất cho em ấy. Nó bớt lại phải tầm 2-3 nghìn mét vuông luôn. Anh nhìn ruộng này này. Đúng không? Ăn hết thì đéo được. Vào đây việc đéo phải làm gì. Đúng chưa?
giang thì thu lấy lá này, gà thì thả. Đấy. Tiền mua gà. Ừ. Thế còn ao đồng, ao đảo chỗ kia kìa. Ao làm trong kia. Rồi, hôm nay là đưa ông anh đi đến khảo sát cái khu vực cái vườn nhà tôi. Đây là để chỗ làm khu resort nghỉ dưỡng của các đại gia, đại gia. Rồi, xin cảm ơn các bạn theo dõi video nhá. Tạm biệt các bạn.